Và cuối cùng thì Minecraft phiên bản 1.20 Trials and Tales Update đã được ra mắt, cùng với rất nhiều block mới, mob mới, vật phẩm mới, công trình mới và nhiều hơn thế nữa. Vậy nên trong video này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những cập nhật mới trong Minecraft phiên bản 1.20 này nhé. Và không chần chờ gì nữa, bắt đầu video thôi. Ta hãy cùng bắt đầu với một biome hoàn toàn mới trong phiên bản này, Cherry Grove, hay được dịch ra là rừng hoa anh đào. Biome này có thể được tìm thấy ở các khu vực trên núi và là nơi chứa đựng các loại cây hoa anh đào mới này. Và tất nhiên, cây mới sẽ đi cùng với loại gỗ mới, với màu hồng là tông màu chủ đạo và chúng ta có thể chế tạo gần như mọi thứ liên quan từ chúng. Đây có thể là một trong những môi trường tốt nhất mà Mojang từng tạo ra, vì màu sắc của chúng thực sự tạo cho mình cảm giác yên bình mỗi lần đặt chân vào đây. Và đây không phải là loại gỗ mới duy nhất được thêm vào trong phiên bản 1.20 này. Chúng ta còn có một loại gỗ khác mang tên là gỗ tre. Bằng cách các bạn khai thác tre, sau đó cho chín đốt tre vào bàn chế tạo, chúng ta sẽ có thể chế tạo ra một block mới có tên là khối tre, có thể được dùng để xây dựng hoặc là cho vào chế tạo lần nữa để tạo ra một block khác là ván tre. Với ván tre, chúng ta có thể chế tạo thêm gần như mọi block liên quan như các loại gỗ khác. Và một lần nữa, Mojang đã tạo nên một dòng block gỗ vô cùng mới mẻ. Bạn thực sự có thể xây dựng nên rất nhiều công trình hay ho từ gỗ tre này. Một trong những thứ nổi bật nhất ta có thể chế tạo là Bamboo Mosaic, một block mới có thể được chế tạo từ hai phiến gỗ tre. Đơn giản là một block ván tre nhưng với họa tiết sắc sảo hơn. Hay chúng ta có thể chế tạo ra cái bè, tên tiếng Anh là raft, một thứ có đầy đủ chức năng của một chiếc thuyền. Hay là hanging sign, đây là một loại tấm biển mới được thêm vào game, có thể được chế tạo từ hai sợi dây xích và sau block gỗ được cạo vỏ. Mặc dù tốn tài nguyên hơn, nhưng đổi lại, nó là một block trang trí cực kỳ đẹp mắt. Ta có thể đặt tấm biển thành ba kiểu khác nhau, và cái mình thích nhất chắc chắn là cái thứ ba này rồi. Với kệ sách cũng sắp có một người bạn đồng hành mới, đó là tủ sách. Nó được chế tạo từ sau block gỗ và ba phiến gỗ, và có thể được sử dụng để lưu trữ lên đến 6 cuốn sách, sách ghi chép hay là sách enchant. Nhưng block này còn có một chức năng khác khá là thú vị. Khi đặt một cái mặt so sánh redstone cạnh tủ sách, thì nó có thể phát ra tín hiệu redstone dựa trên slot sách mà người chơi đã tương tác. Hay ta có thể sử dụng tủ sách để làm cái pisoat chẳng hạn. Mình thực sự không thể trốn khỏi nó. Với hàng tá block mới như này, thì sẽ rất là khó để có thể tìm được block bằng cân trong hàng trăm block và vật phẩm này. Nhưng Mojang đã lắng nghe người chơi, và menu đồ trong chế độ sáng tạo cuối cùng cũng được đổi mới sau một khoảng thời gian dài. Toàn bộ block và vật phẩm trong game đã được phân chia và sắp xếp lại thành nhiều mục khác nhau, trông ngăn nắp hơn rất là nhiều. Ngoài ra, chúng ta cũng có một mục mới. Bằng cách bạn vào setting, chọn vào mục control và bật cái lựa chọn operator item start này lên, sau khi vào lại menu đồ, ta sẽ thấy có mục mới hiện lên, nơi chứa đựng gần như mọi block và vật phẩm mà trước đó các bạn chỉ có thể lấy bằng lệnh gạch chéo give. Thực sự là một cập nhật rất tiện lợi nhá. 10/10. Trong cập nhật 1.20 này, chúng ta sẽ có hai sinh vật mới trong game. Đầu tiên là Sniffer, mob đã chiến thắng trong sự kiện Minecraft Mobile năm 2022. Và điều làm cho sinh vật này đặc biệt là ta không thể tìm được chúng ngoài tự nhiên đâu, mà thay vào đó, ta phải ấp trứng của chúng. Thứ mà có thể được tìm thấy từ một block đặc biệt trong các tàn tích nằm dưới các vùng biển ấm. Nhưng ta sẽ quay trở lại block đó sau nhé. Khi đặt trứng Sniffer ra, thì trứng sẽ nở ra Sniffer con hay Snifflet sau khoảng 20 phút. Nhưng khi ta đặt trứng trên một khối rêu, thì thời gian cần để trứng nở sẽ được rút ngắn còn khoảng 10 phút. Sinh vật cổ đại to lớn này có khả năng đánh hơi và đào lên các loại hạt giống đặc biệt mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Hiện tại ta có hai loại hạt giống cổ đại, đó là hoa đuốc và đậu nắp ấm. Ta có thể trồng chúng trên đất ruộng để có thể lớn lên thành cây hoa đuốc và cây nắp ấm. Mặc dù hoa đuốc không hề phát sáng như cái tên của nó, ta có thể sử dụng hạt giống hoa đuốc để tiến hành lai tạo cho Sniffer. Và sau khi hoàn thành, chúng sẽ để lại một quả trứng Sniffer khác, và từ đó quá trình nhân giống lặp lại. Một sinh vật khác trong phiên bản này chính là lạc đà. Ta có thể tìm thấy chúng trong các ngôi làng ở sa mạc, và chúng thân thiện tới mức ta có thể leo lên để cưỡi chúng mà không cần phải thuần phục. Không như ngựa, lạc đà có thể chở hai người chơi cùng lúc. Người ngồi trước đóng vai trò điều khiển lạc đà, còn người ngồi sau sẽ là người tham gia chiến đấu. Lạc đà còn có một khả năng đặc biệt mang tên là dash. Khi ấn nút space rồi thả ra, chúng sẽ phóng về phía trước, xa lên đến hơn 10 block. Nhưng khi sử dụng thì sẽ tốn sức bền của chúng. Chúng sẽ không thể chạy nhanh hay dash lại trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, lạc đà cao tới mức mà những con quái vật như zombie còn không thể với tới để tấn công người chơi luôn mà. Cùng với đó là khả năng đi qua vật thể cao 1,5 block như là tường rào. Ta có thể nhân giống cho lạc đà bằng cách cho chúng ăn xương rồng. Chúng thỉnh thoảng cũng sẽ ngồi xuống để nghỉ ngơi. Trông thì cũng đáng yêu đấy, nhưng sẽ rất là khó để có thể bắt cho chúng đứng lên lần nữa.
một trong những tính năng tuyệt vời nhất trong Minecraft phiên bản 1.20, không gì khác ngoài Smithing Template, hay dịch tạm ra là miếng trang trí giáp. Minecraft sẽ hoàn toàn thay đổi sau cập nhật này, vì những vật phẩm này sẽ giúp bạn làm một việc, đó là trang trí bộ giáp của mình. Từ giờ chúng ta sẽ có thể sử dụng bàn rèn để trang trí bộ giáp mà mình đang mặc theo bất kỳ loại hoa văn và màu sắc nào các bạn muốn. Màu sắc sẽ phụ thuộc vào loại khoáng sản mà bạn sử dụng, như là Emerald sẽ cho màu xanh lá, Redstone thì cho màu đỏ, và vân vân. Chúng ta có 16 miếng trang trí khác nhau, nhưng việc thu thập chúng sẽ không hề dễ dàng, vì chúng sẽ spawn rải rác khắp các công trình trong thế giới, với tỷ lệ tìm ra phụ thuộc vào độ hiếm của công trình đó. Điều này sẽ giúp người chơi có nhiều động lực để đi khám phá thế giới Minecraft rộng lớn này, và mình rất thích điều đó. Và một khi các bạn sở hữu được một miếng rồi, thì bạn sẽ có thể nhân đôi miếng đó bằng cách chế tạo chúng cùng với 7 cục kim cương và một block cùng chủ đề với miếng trang trí đó. Nghe thì có vẻ tốn tài nguyên đấy, nhưng việc tìm kim cương giờ không phải là vấn đề quá lớn với người chơi chúng ta rồi. Vấn đề ở đây là kiếm đủ tài nguyên để nâng cấp giáp kim cương lên giáp Netherite. Thay vì trước đó, chúng ta chỉ cần một full Netherite để nâng cấp trang bị lên, thì từ phiên bản 1.20, chúng ta phải cần thêm một miếng nâng cấp trang bị nữa. Để có thể lấy được, thì ta phải tìm đến công trình Bastion. Với một cái rương chứa đồ bình thường, sẽ có tỷ lệ 10% có một miếng nâng cấp trang bị trong đó. Nhưng điều đó không áp dụng cho phòng kho báu, khi ta chắc chắn 100% sẽ tìm được một miếng nâng cấp ở đây. Và tất nhiên, với một miếng ta cũng có thể áp dụng tính năng nhân đôi của nó, giống như những miếng trang trí. Điều này sẽ khiến cho việc nâng cấp liên giáp Netherite trở nên khó hơn nhiều so với các phiên bản trước. Được rồi, giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tính năng cực kỳ thú vị trong phiên bản Minecraft này. Đó chính là khảo cổ học, Archaeology. Tính năng này sẽ giúp người chơi phát hiện những thứ bị chôn vùi trong các công trình cổ đại trong game. Nghe qua cái tên khảo cổ học thì có vẻ phức tạp, nhưng nó lại đơn giản hơn các bạn tưởng đấy. Đầu tiên, các bạn cần lấy cho mình một chiếc chổi quẹt, được chế tạo từ một viên đồng, một cái que và một chiếc lông. Với nó, chỉ cần ấn giữ chuột phải, bạn sẽ có thể bắt đầu khai phá loot từ hai block mới này. Chúng mang tên là cát sú và sỏi sú. Mình thích gọi thế đấy. Chúng trông không khác block thường mấy. Và bạn phải thật cẩn thận khi tương tác với hai block này, vì chúng rất dễ vỡ. Tất cả anh chàng chàng nhà nhà cũng không thể cứu được. Các đá nghi thường được tìm thấy trong các đền thờ sa mạc, chiến sa mạc hay các tàn tích đáy biển ẩm. Trong khi sỏi đá nghi thì có thể tìm thấy ở tàn tích đáy biển lạnh, hay là từ một công trình hoàn toàn mới trong game, mang tên là Trail Runes. Đây là một công trình tàn tích từ một nền văn minh thất lạc, bị chôn vùi dưới lòng đất. Và chỉ có phần tháp này mới có thể trồi lên mặt đất, và từ đó người chơi chúng ta có thể phát hiện ra được. Và tòa tháp này chỉ là một trong những căn phòng bạn có thể khai phá trong công trình mới này. Và nếu như các bạn đang thắc mắc về độ hiếm của chúng, thì đúng rồi, việc tìm được công trình Trail Runes không phải là một công việc dễ dàng, khi chúng chỉ có thể được tìm thấy trong các biome này, thường nằm cạnh một con sông hay là bờ biển. Một trong những điều mình khá là thích là các công trình này đều có một hệ thống loot riêng của nó. Nhưng có thể bạn đang thắc mắc là đống loot từ việc khảo cổ này thực sự có giá trị hay không? Cái này thì chắc nó phụ thuộc vào nhân phẩm của bạn mà thôi. Có thể sẽ có người tìm được một cái bụi cây chết, trong khi có người thì tìm được kim cương, mảnh trang trí giáp, hay là một vật phẩm mới có tên là mảnh gốm này. Hiện tại chúng ta có lên đến 20 loại mảnh gốm với hoa văn khác nhau bạn có thể lấy từ việc khảo cổ. Và sử dụng chúng, ta có thể chế tạo ra bình gốm với hoa văn mỗi mặt của bình phụ thuộc vào mảnh gốm bạn đã dùng. Ngoài ra, ta còn có thể sử dụng gạch để chế tạo block này, nhưng sẽ không có hoa văn nào nằm trên nó cả. Một vật phẩm hiếm bạn có thể tìm thấy trong công trình Trail Runes này chính là một đĩa nhạc mới tên là Relic, được sáng tác bởi Aaron Tariff, một bản nhạc 8 bit rất phù hợp cho tính chất cổ đại của công trình này. Mời các bạn nghe một đoạn nhé. Chúng ta hiện tại đang có 6 loại đầu mod trong game. Và trong bản 1.20 này, đầu của Pickling sẽ chính thức tham gia cuộc chơi này. Và cũng như mọi sinh vật khác, ta có thể thu thập được đầu Pickling bằng cách cho một con Creeper điện nối bên cạnh nó. Và bùm, nó đây rồi. Cũng đã nói về đầu mob, có một chức năng mới khá là thú vị về chúng. Và nó liên quan đến khối No Block này. Bằng cách đặt đầu mod trên No Block, nó sẽ phát ra âm thanh nổi bật liên quan tới sinh vật đại diện cho cái đầu này. Có tiếng thì nghe rất ồn ào, còn có tiếng thì rất phù hợp cho việc làm rạn nứt tình bạn, như trong một video trước đó của mình. Scope Sensor vừa được update lại trong phiên bản mới này. Ủa Mojang, đây đâu phải cập nhật hàng đầu phần 4 đâu. Và việc này có thể thay đổi hoàn toàn cách sử dụng của block này. Ngoài việc thay đổi tần số âm thanh phát ra bởi nhiều hành động trong game, Scope Sensor còn có một chức năng rất là mới. Khi ta đặt thứ này cạnh một block thạch ánh tím, thì khi Scope Sensor nhận được một tần số âm thanh gần đó,
thì block thạch ánh tím sẽ phát ra lại âm thanh đúng với cái tần số đó và truyền tín hiệu đến các block khác gần nó. Nói một cách đơn giản, thì ta có thể kích hoạt một Emerald Stone khi đang đứng cách xa nó hàng trăm block nhờ sự giúp đỡ của cơ chế mới này. Và âm thanh phải nói rất là êm tai. Tiền đã nói về block này, chúng ta cũng có một block mới mang tên là Carry Ability Score Sensor. Nếu các bạn có xem video về những block bị loại bỏ khỏi Minecraft của mình, thì các bạn sẽ thấy cái tên này rất là quen. Và đúng vậy, block này đã được thêm vào game sau hơn 2 năm thất lạc. Block đặc biệt này đóng vai trò như một cái máy lọc âm thanh, chỉ có thể phát hiện âm thanh với tần số nhất định mà bạn đã tùy chỉnh cho nó mà thôi. Tần số âm thanh mà nó có thể nhận sẽ phụ thuộc vào sức mạnh tín hiệu redstone được truyền cho nó, có thể được tùy chỉnh một cách dễ dàng như block buộc đựng sách này. Rất là hay đúng không? Mojang cũng đã thêm 3 vật thể mới vào Minecraft. Chúng bao gồm text display, item display và block display. Ví dụ như dòng chữ subscribe to đường ở đây này. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Mình cảm ơn rất nhiều. Trong khi text display và item display đơn giản chỉ là sau một dòng chữ hay một cái vật phẩm vô tri trôi nổi giữa không trung, thì block display phải nói là thứ thú vị nhất mình từng gặp. Bạn có thể triệu hồi một block trôi nổi, nhưng ta còn có thể điều chỉnh kích cỡ hay thậm chí là gốc cây của nó nữa, và kết hợp chúng với một vật thể khác mang tên là interaction. Những vật thể này chính là một chữ W khổng lồ dành cho những người chơi xây dựng map trong Minecraft. Chúng ta có thể sáng tạo ra gần như mọi thứ về cập nhật này, như là một chiếc piano hoạt động được, một cái thang máy hoạt động được, hay thậm chí là tái hiện lại hiện tượng vật lý trong Minecraft. Đây đúng là bản cập nhật Minecraft tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Đi cùng với một bản cập nhật mới luôn không thể thiếu những thành tựu mới. Thì trong bản 1.20 này, chúng ta có 8 thành tựu mới và cách thực hiện chúng thực sự là không quá phức tạp, và mình sẽ để hướng dẫn ở trên màn hình đây. Ngoài ra, chúng ta cũng có một số cập nhật nhỏ khác nhưng cũng khá là quan trọng. Màn hình chính đến cho phiên bản 1.20 đã được thay đổi thành biome rừng hoa anh đào. Và nếu như bạn để ý vào cái logo Minecraft ở đây thì các bạn sẽ thấy logo đã được chỉnh sửa lại để trông giống với logo bên bản Bedrock Edition hơn nhiều. Giao diện của menu tạo thế giới cũng đã được đổi mới lại, trông đẹp hơn rất là nhiều. Giờ đây, chúng ta có 3 mục thông tin khác nhau là Game, Thế giới và Thêm, giúp cho người chơi dễ dàng chỉnh sửa thông tin hơn rất là nhiều. Chúng ta cũng có một cập nhật mới về giao diện trò chơi. Khi ta vào cài đặt Accessibility Settings, ta có thể ấn vào nút High Contrast để thay đổi giao diện thành tông màu tối trông rất hiện đại này. Ta cũng có một vài colon mới được cải tiến như là Right. Khi sử dụng thì ta có thể khiến cho người chơi hoặc bất kỳ sinh vật nào vào trạng thái cười một sinh vật khác. Lệnh Effect giờ đây sẽ có thêm lựa chọn về thời lượng hiệu ứng tên Infinite, có thể khiến cho hiệu ứng đó kéo dài mãi mãi. Bản cập nhật Minecraft 1.20 này cũng có một số thay đổi nhỏ. Giường, len và thảm giờ sẽ có thể được nhuộm màu thành màu khác, kể cả sau khi được nhuộm. Hay là giờ đây, ta có thể đổi nhanh giáp chúng ta đang mặc với mảnh giáp chúng ta đang cầm trên tay. Điều này rất có lợi trong các trường hợp ta cần đổi nhanh sang cánh cứng để sử dụng chẳng hạn. Chúng ta cũng có một số thay đổi về con quái vật này. Từ lúc Alley ra mắt thì có thể nhiều người chơi luôn tự hỏi là vì sao giữa hai sinh vật này không có một điểm tương đồng nào. Mà cho đến phiên bản này thì model của Vex đã được thay đổi để trông gần với Alley hơn rất nhiều. Tấm biển trong Minecraft cũng có một thay đổi rất là lớn. Giờ đây, ta sẽ có thể viết lên cả hai mặt của một tấm biển như này. Đó là chưa kể, ta cũng có thể click chuột phải lên nó để có thể chỉnh sửa ngay thông tin nằm trên mặt đó. Còn nếu như bạn không muốn chỉnh sửa gì nữa thì bạn có thể sử dụng sao ong lên tấm biển và không ai có thể chỉnh sửa nó nữa. Texture của nhiều chai thuốc cũng đã được thay đổi để tránh nhầm lẫn giữa nhiều chai thuốc với nhau. Cùng với đó là sự loại bỏ của hiệu ứng phù phép này. Cũng đã nhắc đến hiệu ứng lấp lánh này, sức mạnh của hiệu ứng cũng đã bị giảm đi rõ rệt. Giờ đây, các bạn sẽ phải căng mắt ra để phân biệt được giữa trang bị phù phép và không phù phép. Tuy nhiên, các bạn cũng có thể vào phần cài đặt, phần Accessibility Settings để chỉnh sửa độ mạnh cũng như tốc độ của hiệu ứng phù phép này. Và cuối cùng, hiện giờ đây đã có thể ngăn chặn toàn bộ sát thương từ An Crystal, Respawn Anchor và Giường. Điều này dự tính sẽ thay đổi cục diện PvP phiên bản mới này rất là nhiều. Và vừa rồi là toàn bộ những cập nhật mới trong phiên bản Minecraft 1.20 này. Thực sự thì đây là một trong những bản cập nhật tuyệt vời nhất mà Mojang từng cho ra trong những năm gần đây. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không vào chơi đi. Nếu như các bạn muốn được biết thêm về những điều thú vị trong Minecraft thì hãy xem thêm video đây nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu như các bạn muốn ủng hộ channel của cái thằng ớt ơ này thì đừng quên ấn vào nút like và nút đăng ký kênh ở phía dưới. Mình sẽ gặp các bạn trong những video sau. Còn giờ thì see ya.